Anh em có biết vì sao cùng một chai nhớt, cùng một hiệu nhớt và cùng một cấp nhớt thì tại sao có người lại đi là đúng của đôi đó và có người lại đi là thấp hơn xíu? Ví dụ như chai nhớt này đi được 2.000 thì họ lại đi còn khoảng 1.500. Có người thậm chí đi mới có 1.000 là họ thay lại. Anh biết lý do là sao không? Hôm nay nhà chia sẻ cho anh em biết vấn đề này ha. Đầu tiên á, thì tất cả những dòng nhớt mà nhà sản xuất họ làm ra có nhiều phụ gia, có nhiều thành phần. Họ đưa ra cái odo mà cần thay lại đều là odo ở điều kiện tiêu chuẩn. Có nghĩa là xe chúng ta phải hoạt động như thế nào, nhiệt độ môi trường như thế nào, cách chạy như thế nào, hoặc là odo đi của con xe đã bao nhiêu rồi. Khi đó chúng ta sẽ quyết định thay sớm hơn để giúp con xe chúng ta đi nó bền hơn, nó êm hơn. Mình phân tích rõ một chút xíu nha, phân tích rõ chút xíu về những cái mà làm quyết định được cái vấn đề mình thay sớm hay muộn đó. Ví dụ như là đoạn đường di chuyển, thì mỗi ngày anh em đi chuyển trên con đường kẹt xe nhiều, trên con đường phải đi tốc độ tạo cảm giác muốn đi tốc độ cao, hay là anh em đi cái tua máy cao thường, thì mình cũng nên thay nhớt sớm nè. Rồi cái cách chúng ta chạy, có nghĩa là nhiều người sẽ có cái thói quen là cứ ẹn cái xuống. Rồi có nhiều người là chạy quá điềm đạm, thì hai cách chạy đó lại phân biệt ra để chia ra hai cái thời gian thay nhớt khác nhau nữa. Người chạy điềm đạm thì thay chạy hơn xíu không sao, còn người chạy một cái thốc ra lên xuống thì cái máy mình nó hoạt động nó không có điện, thì lúc đó cái nhớt nó cần phải thay sớm hơn để giúp cho cái độ nhờn nó hoàn mỹ đổ lại, đúng không? Chưa nói nữa, ví dụ như trong mùa nắng thì nhiệt độ môi trường nó cao hơn, còn trong mùa mưa nhiệt độ môi trường nó thấp hơn. Rồi cái mùa lạnh thì nhiệt độ môi trường khác nhau. Rồi ví dụ một cùng chai nhớt như vậy thì mà anh em thay đi ở những cái vùng mà nắng nóng thường xuyên thì cần phải thay sớm hơn, còn những cái vùng, những cái tỉnh mà nhiệt độ môi trường nó thấp, nó mát thì động cơ mình lúc nào cũng mát, thì lại có cái độ nhờn nó kéo dài ra, cho nên thời gian thay nó lâu hơn, đúng không? Cái đó là chắc chắn sẽ có, anh em hiểu đúng không? Về phương tiện di chuyển nữa, ví dụ như con xe mà odo quá cao đi, odo anh em đã tới khoảng 50.000, 70.000 km rồi, thì cái lúc đó cái máy của chúng ta nó đã có những cái độ giãn nở nhất định, đúng không? Rồi nó có những cái không còn tốt, cái động cơ mình không còn sao ta? Nhớ chúng ta là không còn mới, thì lúc đó nó sẽ bào nhớt, mình gọi một từ chúng ta bào nhớt nhanh hơn. Khi đó thì cái động cơ, cái nhớt của mình khi mà thay vào cũng cần phải thay sớm hơn so với những cái xe mà odo thấp hơn, chẳng hạn như tầm khoảng từ mới mua về cho đến khoảng 30.000 km. Như sẽ kể cho anh em ví dụ như chiếc Leaf này ha, anh khách ảnh thay nhớt tổng hợp 100% luôn, định kỳ là cứ 2.000 cây là thay một lần. Anh em thấy km ở đây đúng không? Thì dù có thay sớm hơn khuyến cáo gì nữa nhưng mà nhớt nó xả ra nó vẫn đen, nó vẫn đen thôi, nó không còn trong, không còn độ nhờn tốt nữa. Đó là những lý do mà Nhật nói vì sao mà mỗi con xe chạy khác nhau nhưng mà cùng một dòng nhớt thì lại thay sớm, thay chạy khác nhau. Đó là những lý do mà quyết định vấn đề thay sớm thay chạy để giúp cái động cơ con xe anh em nó đi lúc nào cũng tốt, cũng bền hết. Thôi thì quay lại vấn đề thay nhớt thôi. Cứ mỗi lần anh em thay nhớt như vậy thì bên shop của Nhật thay luôn luôn nha. Ở tất cả chi nhánh luôn là xả bằng ốc rồi. Nghiên xe nhiều lần để xả hết nhớt cũ. Nhiều khi mình để lại nhớt cũ còn trong đó mình đổ đúng dung tích đi nữa thì nó vẫn dư ra. Nó dư ra nó hại nhiều hơn là nó có lợi cho anh em. 800ml là 800ml, 900ml là 900ml cho một con xe, chứ không thể mà 800 mà ráng đổ thêm 900 đi cho nó ngon hơn, không có đâu. Giờ chúng chia sẻ clip về vấn đề dư nhớt rồi ha, anh em nào cần biết có thể coi lại. Rồi như anh em nói là mình lỡ đi lố odo nhớt một xíu. Ví dụ như là nhớt odo họ yêu cầu mình đi, họ khuyến cáo mình đi 2.000, mình lỡ đi 2.300, 2.400 của sao không? Thật sự là cũng không sao nha anh em, nhưng mà tốt nhất thì nên thay sớm xíu. Ví dụ như xe này cũng hơi đen rồi nè, vì odo xe nó quá cao đi. Thay đúng odo nhưng mà nhớt nó cũng đen. Đó, đen mà nó kẹo luôn. Rõ ràng là nhớt nó cũng vậy thôi, chẳng hạn như một ngày anh em đi làm 8 tiếng mà lại muốn anh em tăng ca lên 10 tiếng, 12 tiếng thì chắc chắn là anh em cũng ráng làm đó, nhưng mà chắc chắn là hiệu năng công việc rồi chất lượng sản phẩm ra nó sẽ không tốt đâu, cho nên là nhớt nó cũng y như vậy thôi, nó cũng không khác gì đâu anh em. Cũng có nhiều bạn lại hỏi rằng á, chắc thì Nhật trả lời luôn, anh ơi em lỡ đổ, em lỡ thay nhớt rồi em đi lố 1.000 cây rồi có sao không? Sợ là sao trăng gì nữa, lo tranh thủ đi thay đi chứ lúc đó nhớ còn độ nhờn nữa chạy anh em. Rồi nhiều khi chạy tốc độ cao, tua máy lớn này nọ nó hại cái động cơ mình, lúc đó thì nó phá động cơ, nó còn tốn tiền nhiều hơn nữa ha. Đó, lo sạch sẽ hết rồi thay, tranh thủ thay nhớ nhanh thay sớm nha anh chị ơi. Cái thao tác thay nhớ thì quá quen rồi đúng không anh em,
thì mình luôn luôn cứ dùng giấy mình lau hết tất cả những cái ốc xả nhớt rồi nắp châm nhớt rồi nó sạch sẽ. Xả nhớt thì nghiêng qua nghiêng lại nhiều lần, xe nào cũng vậy nha. Xe nào thì mình thì thật mình cũng thay in một khuôn một, nó đồng nhất cái quy trình thôi. Nhớ tổng hợp thì mình lắc lên xíu cui siêu. Không riêng gì dòng xe Ultra Scooter dung tích 0.8 này dành cho xe ga đó nha. Bên shop Nhật thì nếu mà anh em mà từng theo dõi hoặc là khách hàng quen thì đã biết được rất nhiều dòng nhớt chính hãng, từ tổng hợp, bán tổng hợp, bình dân, cao cấp đều có đủ trên kệ đó. Anh em nào mà muốn tìm hiểu về nhớt á, đừng có ngần ngại mà comment hoặc là tới trực tiếp shop thì bán hàng mình sẽ tư vấn cho. Đi loại nào tốt, đi loại nào phù hợp với nhu cầu ha. Người nào phù hợp với nhu cầu của anh em là bán hàng mình tư vấn hết á. Chót dễ chưa? Dặn nắp lại. Đó. Như vậy là xong. Cái dẻ này cũng giúp cho không có chạy cái nắp thâm nhớt của mình em ha. Đoạn đường di chuyển nè, cách chạy nè, và ô đô nè, thời tiết nè, thì đó là những yếu tố giúp quyết định cái vấn đề mà mình nên thay nhớt sớm hay trễ. Nhưng mà cũng không thể nào mà không nói mình phải giải quyết từ cái gốc đó đã. Cái gốc là gì? Cái gốc là anh em phải chọn được những dòng nhớt chính hãng và có sự uy tín ha. Chẳng hạn như trên kệ nhớt của xe bánh mình đầy đủ những thương hiệu Motul, Repsol, Shell, Liwi, Amsoy hay là Mobil, rất là nhiều dòng nhớt. Nó có đa dạng về cái đặc tính của nhớt, giúp anh em chọn những dòng nhớt mà phù hợp với nhu cầu thị trường của mình. Đó là việc của bán hàng mình sẽ tư vấn cho anh em những dòng nhớt tốt nhất cho những nhu cầu sử dụng của anh em. Thì anh em đã có sự lựa chọn đúng không? Phải có thêm một chút xíu gì đó kiến thức về những cái khoảng thời gian cần thay nhớt rồi. Bởi vậy sếp Nhật thường hay nói rằng không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em hài lòng quay lại thường xuyên với xe bánh. Như vậy là bên shop của Nhật vui rồi ha. Cảm ơn anh Philip, xin chào lại anh em. Bye bye.